Nhìn bé gái cầm chổi quét lớp, ai cũng xúc động khi thấy em bị mất một bên chân. Mới đây, một người mẹ đã đăng tải đoạn clip làm người xem không khỏi xúc động, thương cho bé gái khi em còn đang nhỏ tuổi nhưng đã chịu thiệt thòi trên chính cơ thể của mình. Theo như chủ nhân video kể lại cho biết, bé gái không may xảy ra tai nạn năm 2021. Sự cố xảy ra khiến em bị mất đi vĩnh viễn một bên chân. Vì điều kiện gia đình khó khăn, thế nên mặc dù phải đi học và phải di chuyển thường ngày, nhưng gia đình vẫn chưa nghĩ đến việc lắp chân giả cho em. Cũng theo người mẹ kể lại, vì mẹ mãi lo cơm áo gạo tiền nên hôm nào cũng đến đón con muộn nhất trường. Tuy vậy nhưng bé gái rất hiểu chuyện, thay vì buồn và trách móc mẹ thì con lại ngoan ngoãn chờ đợi, dành thời gian rảnh rỗi đấy, cầm chổi để quét lớp, dọn vệ sinh lớp học của mình. Đoạn clip đã khiến nhiều người cảm thấy thương cảm cho bé gái, đồng thời để lại rất nhiều lời chúc ở bên dưới video, rằng mong cho em sống một cuộc đời an nhiên, nhiều niềm vui và sức khỏe, lớn lên sẽ thành một công dân ưu tú có ích cho xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!